Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft, nhưng các bạn sẽ chế tạo được một cái cúp đặc biệt. Và từ cái cúp đấy các bạn sẽ tìm ra được những cái vật phẩm đặc biệt hơn để nâng cấp cái cúp đó trở thành một cái cúp đặc biệt vô hạn siêu phẩm cuối cùng. Hy vọng các bạn hãy xem đến cuối video để biết được sau khi mình chế tạo được cái cúp cuối cùng này thì nó sẽ mạnh như thế nào và nó sẽ có tác dụng gì, và liệu cái cúp này có thể tiêu diệt được con rồng cúp hay không nhá. Còn bây giờ chúc các bạn xem video vui vẻ. Boom, ok, chúng ta hãy chuẩn bị coi chúng ta có cái gì đây. Chúng ta có khá là nhiều những cái cúp ở trong đây mọi người ạ. À, và cái cúp đầu tiên mình cần phải chế tạo đó chính là cây cúp này. Chúng ta sẽ cần hai cục kim cương, một cái cúp sắt và một cục Essence of Diamond. Bây giờ mình sẽ nhanh chóng lấy đồ ăn và chúng ta chuẩn bị đi xuống dưới hang luôn thôi. Một cây cúp sắt đây rồi. Bao nhiêu cục đây, bao nhiêu cục đây. Ok, và chúng ta có 4 viên kim cương cộng với một cái Essence Diamond, và cái cúp này sẽ giúp mình có thể chế tạo được Diamond Pickaxe. Để cái cúp này ở giữa Essence of Diamond ở đây và cái này hai bên, boom, chúng ta ra được một cái Diamond. Tiếp cái cúp này sẽ giúp chúng ta đào được Obsidian. Nó chỉ đào được Obsidian thôi. Mình nghĩ là chúng ta phải lên được một cái Obsidian này đúng không? Chuẩn bài. Chúng ta cần 7 cục Obsidian và một cục Essence of Obsidian. Để có được cái này thì các bạn chỉ cần đào Obsidian sẽ có thôi. Chủ yếu là bây giờ mình cần phải tìm lại cái hồ lava. Chắc mình nghĩ mình phải nung sắt lên nữa để chúng ta có thể làm được một cái xô. Boom boom boom. Một cái xô nước và lấy xô nước ở đây luôn. Và khi mình đào mới để ý nó nghe cái tiếng khá là nổ. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Nước chảy dữ vậy. Chặn cái này lại là mơ ương. Lava nó sẽ không chạy được xuống đây nên là chúng ta có thể đào được Obsidian ở đây. Giúp và đây rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cần lấy 7 cục. Xong, bây giờ cái cúp của mình sẽ lên cái gì đây? Ok, cái cúp này ở giữa, cái cục Essence Obsidian sẽ trên đây và 7 cục hắc diện thạch xung quanh. Boom, mình có thể đào được ô 3x3. Nó hợp lý lên. Ok, cái này đào được 3x3 giống thế này không ta? Để đây. Boom. Oh! Cái này thì duyệt. Boom, đây. Như vậy là mình có thể làm được một cái cổng đi xuống địa ngục bằng cái này luôn mọi người. Yeah, 10 cái rồi này. Và tiếp theo từ cái cúp này thì mình sẽ làm cái gì ta? Có vẻ là cái này. Mega Pickaxe. Mình có thể đào được một cái ô 5x5 này. Mình sẽ đi lên kiếm cái copper. Rồi mình xin và boom. Chúng ta sẽ có được raw copper. Boom. Đây rồi, mình thấy có cái cục Essence luôn này. Còn bây giờ thì mình chỉ cần nung cái này lên nữa. Đây, 7 cái. Bam. Để như thế này, cái này ở trên đây và cái cúp Obsidian ở giữa. Mega Pickaxe. Với cúp này mình có thể đào được 5x5. Mình nghĩ nó còn hơn 5x5 nữa. Đến từ cái cúp này mình cần phải nâng lên cái gì đây? Ok, chúng ta sẽ cần play powder. Cái này mình nghĩ cần phải xuống địa ngục đấy. Kim cương, cho xin kim cương. Có 5 cái kim cương rồi. Đây rồi, hồ lava. Mình nghĩ là mình sẽ làm cái cúp kim cương bình thường để mình có thể đào một cách dễ dàng hơn. Với block 1x1 chắc là kim sắt thôi là được nhỉ. Nếu các bạn thắc mắc là tại sao mình để cục obsidian trong người mà mình không sử dụng ấy, là bởi vì lát hồi có thể mình sẽ sử dụng nó để từ dưới địa ngục lên lại mặt đất. Chúng ta phải tiết kiệm một tí. Buông một cái là được. Tuyệt vời nhỉ. Rồi, đi xuống địa ngục thôi. Hay quá, The Fortress ngay luôn. Hợp lý thế còn gì nữa. Passion phía dưới. Đây có thể xem một cái bước gì đó rất là tuyệt vời. Nếu mình vào được cái passion này, có vẻ là nó nằm ở ngay dưới đây. Yep. Ok, ok. Boom. Cái cục lava này. Ở đây có đồ. Quần vàng, ngon. Trên mặc một cái quần vàng vào này. Táo vàng này, cho mình xin luôn. Xin vàng. Oh my god, oh my god, oh my god. Núp, núp, núp. Ủi tôm. Ow. What the heck. Ui, nó có cái lỗ. Ra có sắt này. Ok, cho thêm cái mũ. Ok, mình thử đập ở đây nha. Boom. Rồi, bây giờ thì còn có hai tụi bay thôi vậy. Đánh chết hai tụi bay dưới đây là được. Yep. Bây giờ thì lấy vàng thôi. Chúng ta hãy cùng xem cái cúp này đào một đường để đi ra đây. Sau đó mình sẽ đổi đồ với đám Picklin ở ngay chỗ này cũng được này. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Mình sẽ vứt cái này ra tiếp nữa này. Mình cần 4 block vàng cho cái này. Và mình cần phải giữ lại 4 block vàng. Ok. Có 4 cục ở đây. 18 cái thêm một block nữa. Đủ. Ok. Boom. 16 cục ngọc. Ok. Bây giờ chúng ta có thể đi qua The Fortress rồi. Ok. Quăng một con mắt qua bên đó luôn nhờ. Phew. Đây rồi, chúng ta cần 3 cái play rod và 4 cái play powder. Chỗ đánh con play ngay đây này. Vuông một lọ kháng lửa lên, vuông một lọ kháng lửa lên. Boom. Cho xin mấy cái que nào. Hình như phải có khoảng 5 cái que lận á mọi người ạ. Chúng ta có 4 cái rồi, còn một cái nữa là chúng ta đã chế tạo được rồi. Mình cần phải đổi cái này qua 4 cái bột bị lửa này. Cần đúng một play rod ra đẹp. Mình nghĩ là chúng ta vừa đủ. Mình nhớ không lầm là chúng ta cần phải để 4 góc này. Và đây đây đây. Auto smell off. Ok, nó kêu là những con mob ở gần thì nó sẽ bị cháy. Ok, để thử coi mấy con gần mình coi nó có cháy không ta. Có cháy, có cháy, có cháy. Ok, tiếp theo từ cái cúp này cần phải nâng lên cái cúp gì ta. Đây rồi. Phải giết con heo để có thể lấy được cái này. Chúng ta cần 4 cái và 3 cục emerald. Oh no, oh no, oh no. Mình vừa mới làm giận lên tất cả mấy con này luôn.
Ao ao. Không phải, không phải, không phải tao. Làm ơn một cái nữa. Ôi có luôn rồi này. Mày hả bưởi. Hai cái tuyệt. Xuôi thôi, xuôi, xuôi thôi, xuôi thôi, xuôi thôi. Ui, ok. Vậy thôi nào. Bây giờ tại vì mình đang ở dưới hang sẵn rồi nên mình có thể sử dụng cái cúp này để đào khá là nhiều thứ. Yip boom. Kim cương. Yip boom. Lại thêm kim cương rồi. Cái này là mình sẽ có được full giáp kim cương nhanh thôi. Đây là đầu tiên mình có một cây cúp mà mình có thể dễ dàng tìm kim cương đến như vậy. Sớm muộn gì chúng ta đã có được 35 viên kim cương. Đỉnh cao thật sự. Giúp chúng sẽ làm ra full bộ giáp kim cương và dụng cụ kim cương luôn. Rìu kim cương, sẻn kim cương. Và vứt mấy cái giáp này đi. Chúng ta sẽ làm full giáp kim cương chất lượng len. Rồi bây giờ chỉ có lên mặt đất để tìm đồ ăn thôi mọi người. Bây giờ mình hết đồ ăn rồi. Wow, cái này mà màu xanh lá cây nữa là thành cái đèn giao thông rồi mọi người. Rồi bây giờ mình cần phải làm cái gì đây? Bởi vì mình thấy là chúng ta phải nâng cấp khá là nhiều đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ cần vàng và 3 cục emerald cộng với 1 cục con heo. Ok, phải đi tìm con heo mới. Oh my god. Gì? Đây nè, đây nè, đây nè. Đây là Omega Essence. Còn bây giờ là đi tìm emerald. Boom. Oh, ở đây có một cục cho mình xin. Ê, đằng đây cũng có một cục nè. Biến con này đây, biến đây, biến đây. Boom. Chúng ta có 3 cái. Về đủ để có thể nâng cấp cái cúp này lên rồi. Ok. Chúng ta cần 4 block ở đây, cái cúp này ở giữa, cái cục Essence ở trên này và 3 cục Emerald. Boom. Omega nó gọi là đỉnh của chóp luôn đây. Thế cái cúp tiếp theo từ cái cúp này sẽ là cái gì đây? Tabit kim cương và amethyst condenser all into block. Bắt buộc phải làm liền, cái này phải làm liền. Tại vì nếu mà mình làm cái này ấy thì khi mình đào khoáng sản bình thường thì nó sẽ trở thành block luôn. Amethyst đúng không? Cái 8x8 này như kiểu là ngang 8 ấy, còn dọc là hên xui á. Kim cương và amethyst. Boom. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, rồi. Mình thấy có gì đó màu xanh chắc chắn là đây. Còn lại là mình cần phải tìm kim cương. Kim cương đây. Ok, 5 cục thôi. Thêm nữa, thêm nữa. Yip, yip. Và ở đây thì 28 cục chắc là đủ luôn rồi đấy. Boom. Ok, xong. Block lapis này và block kim cương. Mình nhớ không lầm là như thế này. Và bam, bam, bam. Hay còn lại, boom. Đấy đó. Nó sẽ chuyển hóa từ khoáng sản trở thành block chẳng hạn như thế này. Boom. Oh my god. Đỉnh cao thật sự. Thế cây tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Cần 4 cây netherite và 4 block quartz. Hơi khó khăn đấy. Mình phải xuống địa ngục thêm một lần nữa. Giờ mới để nha. Cúp này nhìn nó đẹp quá cả trường. Để lại trong video này một like và bình luận cho mình biết là nãy giờ các bạn thấy cái cúp nào đẹp nhất cho mình xin. Bây giờ mình sẽ làm một cái cổng để đi xuống lại địa ngục thôi mọi người. Bây giờ mình cần đào netherite để có thể ra được block netherite. Và chúng ta phải đào được rất là nhiều. Boom. Ok, chúng ta tìm được một chỗ đi xuống dưới coi nào. Mình nghĩ đâu đây sẽ rất là ok. Ok, đây là tầng 15 rồi này. Và bây giờ thử làm vài đường để coi coi nó sẽ chuyển qua đằng kia. Ui, nhìn lava che rồi. Ok, lần đầu tiên thì mình sẽ cần cái quad này trước. Boom. Cho xin. Bam. Ui, hình như nó là đây nè, nó là cái này nè. Tối thui giờ không thấy. Bây giờ mình có 3 cục netherite rồi, mình cần thêm. Chạy qua hướng khác bà ơi. Một cục cuối cùng. Gì? Yep, 4 cục. Lần này cái cây chế tạo của mình hình như là một cái cây gậy, nhìn nó khá là lạ. Ok, ở giữa Essence ở đây, 3 cái này hai bên, 4 block netherite. Bam, destruction picket. Nó có thể đào luôn cả block luôn. Ngồi xuống chuột phải để bắn ra được cái được. Đừng nói là nó mạnh vậy nha. Holy shit. Và bây giờ mình sẽ cần cái này để làm bộ giáp netherite. Mình sẽ đi kiếm gỗ sau đó làm một giáp netherite luôn cho chất lượng. Xin gỗ, xin gỗ. Bây giờ mình sẽ làm một cái bàn nâng cấp và đổi cái đống này ra netherite. Bam, một cái, hai cái, ba cái. Boom và boom. Rồi full giáp netherite luôn. Đây rồi. Black hole essence. Trời ơi, hố đen luôn hả? Ok, sẽ hơi căng lá. Hên quá, mình còn đủ netherite. Tại vì mình vừa mới thấy được là mình cần 2 block netherite. Vá chừng mình vừa đủ luôn ấy. Ok, mình tin chắc chỗ này là cái chỗ của con Enderman. Và bây giờ mình phải cầm cái này lên. Chặn lại xíu. Gì? Mình không nghĩ nó dễ như vậy. 2 block netherite. Có khi nào mình cần phải làm cái gì chúng ta? Diamond. Làm được. Cần phải có 9 cục kim cương thì chúng ta sẽ làm được cái đó. Khá may mắn là mình tìm được công thức. Vậy nếu mà tới cái netherite này thì chúng ta cần rất nhiều netherite. Và cây cúp này cũng mới là cây cúp cuối cùng luôn này. Chúng ta phải đào nhiều netherite lên. Ôi rồi. Mình có đủ 9 cục rồi nè mọi người. Mình có thể chế tạo thử phải là cái này sẽ ra được dense netherite. Hơi bị khó khăn luôn ấy. Đằng này có quá trời luôn.
bao nhiêu rồi, 92 90 96 96 đủ, mình xin cho mình xin đi về, không muốn ở đây nữa. Ôi mệt quá. Ok, để coi pickaxe mình từ cái này đúng không, mình sẽ nâng cấp lên được cái black hole này. Oh no, kim cương rồi, làm mơ. Ok, kim cương đây, kim cương đây, kim cương đây, pam, boom, pam, và đây đủ kim cương. Đây hai cục dance of diamond, hai cục này ở đây, cây cúp này ở giữa, mắt black hole ở đây và ba con mắt ở đây, cộng với hai block này ở đây, chúng ta sẽ tạo được cây cúp hố đen vũ trụ full rock item tower du. Wow, nhìn xịn vậy. Để coi, boom. Ok, cây cúp này vẫn còn, boom. Oh my god, hình như là vật phẩm nó sẽ đi về phía mình luôn thì phải. Đúng rồi mọi người ơi, những cái khi mình đào bất kỳ chỗ nào ấy thì block này nó cũng sẽ rơi vào người của mình. Ok, hóa ra đó là black hole, cây cúp cuối cùng của chúng ta đây. Và cái này sẽ cần cái gì đây, brick netherite block with multiplier big. What the heck, multiplier big. Mình sẽ cần rất nhiều để cho bedrock. Nếu mình phá được bedrock mình sẽ có được cái cục essence of multiplication này. Từ cục đấy chúng ta có thể chế tạo được diamond s. Ok, bây giờ mình cần phải đi tìm thêm kim cương. May mắn là chỗ chúng ta có rất là nhiều kim cương. Cái này nữa là chắc là đủ. Ok, 55 cục. Ok, chúng ta có rất là nhiều cục diamond này. Và bây giờ mình có thể chuyển nó qua cục dance diamond. Thêm hai cái dance diamond nữa là để sau chúng ta có 9 cái. Mình cần có 8 cái nữa thì phải. Đoạn nào là tới bedrock đây. Boom. Cái này là cái gì vậy? Cái này đào bedrock rồi này. Oh my god. Bây giờ mình cần để cái này ở đây, cái cục này ở đây và cái cục này vô đây. Ui, multiply all by 4, có nghĩa là nó sẽ rơi khoảng 4 cục thay vì một cục bình thường. Oh my god. Ok, cái này có nhân 4 không? Này là 4 cục này. Boom. Có đào ra được rất nhiều. Mà tại sao mình phải đào netherite này trong khi mình có thể làm như thế này? Lẽ ra mình nên đọc trước khi đào chứ trời. Cái này ở đây chúng ta đập boom. Và cái cấp cuối cùng của chúng ta sẽ là cái cấp gì? Cái cấp cuối cùng chúng ta cần cục này. Là phải đập cái này để có được cái cục này. Nhưng tại sao mình đập cục này này không khó nhỉ? Có chứ sao không? Mình nên đặt netherite block để đi lên đúng không hả? Ok, 7 cái. Mình cần khoảng 9 cái. Ok, chúng ta để cái này ở đây và boom. Cái này. Trời, cái tên nó dài. Khoan từ từ, nó ghi cái gì nè? Vô hạn supreme siêu cấp siêu nhân vũ trụ thế giới ăn block cây cấp of doom. What the heck, mình đang dịch cái quần què vậy? Oh my god. Mình biết cây cúp này làm gì đấy. Mình sẽ đi đánh con rồng thử nhá. Mình sẽ đi đánh con rồng thử thôi mọi người ơi, chứ còn gì nữa. Rồi, thế này thì đánh con rồng thì sao nó chịu nổi đây ta. Vứt cái này đi. Ok, boom. Đi hướng này, đi hướng này. Boom. Nó đi xuống ở này. Và nó sẽ nằm ở dưới đây. Đập cái này đi. Đập đi. Ôi, nó ra cái quặng kìa. Ôi. Ok, ok. Cái stronghold đâu? Bên đây. Ui, bêm tay. Cho mình đi vào. Đi qua. Tuyệt vời, vào rồi. Bây giờ tìm cái cổng thế nào? Rồi, không thấy con quái vật nào ra luôn rồi chị ta. Ui, cái cổng đây rồi. Và chúng ta sẽ đặt mắt vào rồi, chúng ta đi luôn thôi chứ còn gì nữa. Đây. Sợi chỉ có, cái này que có. Ok, mọi thứ đều có. Đi vào. Và boom. Oh my god. Cái cúp này xịn vai. Ok, bây giờ mình có thể sử dụng cái này làm cung tên. Ta da, 64 mũi tên là đủ để có thể bắn được mấy cái chỗ. Cái chỗ đầu tiên. Boom. Oh no, cái chỗ đánh rồng của mình nó biến mất tiêu luôn má ơi. Đây con rồng cúp mọi người ạ. Ui, nó có cái cánh của nó là cái cúp kìa. Nhìn nó như con vịt đi. Mình vô tình bắn cao lên trời rơi xuống vậy mà nó bắn được con rồng luôn hả? Và mình nghĩ là đã không còn cái trụ này nữa rồi. Giờ đợi con rồng xuống thôi, nhưng mà mình không biết là cái cúp này nó có thể đánh được một phát con rồng không nhỉ? Oh no, mình còn phải xây lại cái này nữa nè. Nó đi xuống, nhưng mà làm sao đi vô? Oh no, nó tan rồi, đi vô. Mày hả bởi? Ok, cúp này sao? Ok, cúp này đánh không được rồi. Khoan, nhưng cái này thì được. Boom, oh no. Wow. Thử nha. Boom. Cái tác dụng của cái này nó mạnh thật đấy. Ok, đi vào nào. Và ok, hy vọng các bạn thích một clip lần này. Nếu các bạn thích video này, đừng quên để cho video này một like, một đăng ký cho các bạn rất là nhiều. Và boom. Đây là cái cúp Supreme Ultra Power Master whatever, cái gì cũng được. Đấy, tất cả những cái gì bro của cái cúp là đều nằm trong cái cúp này. Thì các bạn vào những video sau, chúc các bạn có một ngày tốt lành. Bye bye.